có bài 21.6 này. Thứ nhất ở đây là muốn biết khối lượng của mỗi kim loại thì chúng ta biết cái công thức tính khối lượng là đây, cô nhắc một chút đây nhá. Khối lượng này thì các bạn muốn biết được khối lượng m nhỏ ấy thì chúng ta sẽ tính như nào nào? Đây con thưa cô làm n nhân với m lớn ạ. L nhân với m lớn đúng không? Như vậy ở đây người ta bảo khối lượng của mỗi kim loại, như vậy cái m lớn của mỗi kim loại thì các bạn sẽ, nếu như mà chúng ta không nhớ thì các bạn mở trang 42 sách giáo khoa. Như vậy bây giờ vấn đề là chúng ta phải tìm cái thằng n nhỏ này này. Thế thì khối lượng của mỗi kim loại thì các em phải tìm, ví dụ như chúng ta có là số mol n của cái hợp chất AXBY. Đấy, người ta cho số mol của AXBY rồi thì như bữa hôm trước chúng ta sẽ suy ra được cái số mol của A thì các bạn sẽ lấy n này nhân với gì? Lấy n nhân với gì để ra số mol của A hả Phương N Anh? nhân với x ạ. Nhân với x. Còn muốn tìm số mol của B thì chúng ta sẽ lấy n nhân với gì? N nhân với y ạ. Nhân y. Cái này là bữa hôm trước đúng không? Như vậy thì bây giờ ấy, vấn đề là chúng ta phải tìm xem thử cái số mol của hợp chất này là bao nhiêu. Đấy. Sau khi tìm được số mol của hợp chất rồi thì chúng ta mới tìm được số mol của lần lượt các cái nguyên tố ở đây. Vậy bây giờ đầu tiên là em phải đi tìm cái số mol hợp chất đi đã. Đây là hôm trước chúng ta nói cái phần này đúng không? Như vậy chúng ta có số mol hợp chất này. Chúng ta sẽ tính cái số mol của Fe2O3. Tính như nào đây hả em? Dạ, con thưa cô là bằng Ta dùng công thức nào? ta dùng công thức là m lớn chia m à m nhỏ chia chia m lớn á. M nhỏ đây người ta cho bao nhiêu? Dạ, m nhỏ là bằng 32 gram ạ. M lớn thì em sẽ tìm cái phân tử khối Fe2O3, tức là lấy 56 nhân mấy? 56 nhân với 2 ạ. Cộng. Cộng với 16 nhân với 3. Tính số mol của cái này bằng bao nhiêu? Các em lấy, các bạn bấm hộ bạn Phương Anh đi xem thử là ở đây tính ra bằng bao nhiêu nào. 160 à? 160 lấy 32 chia 160 bằng mấy? Không phải mấy? Không phải 2 đúng không? Dạ. Như vậy ở đây sẽ bằng 0,2 mol. Thế chúng ta mới, bây giờ chúng ta mới để nháp ra này. Chúng ta có 0,2 mol của cái thằng Fe2O3. Vấn đề muốn tìm khối lượng của sắt thì các em phải tìm được cái số mol sắt. Như vậy biết số mol của hợp chất rồi, các em có tìm được số mol của các nguyên tố này không? Tính như nào Phương Anh? Dạ, con lấy không phải muốn tính số mol của Fe thì lấy 0,2 nhân với 2. Các bạn sẽ lấy số mol của hợp chất này kem nhân với phần chỉ số này thì sẽ ra được số mol của nguyên tố. Như vậy ở đây số mol của Fe sẽ bằng 0,2 nhân 2 bằng 0,4 mol. Tiếp theo tìm luôn số mol của gì? Mol của oxy á. Người ta bảo khối lượng của mỗi kim loại. Kim loại thôi, như vậy chúng ta không cần phải tìm số mol oxy đâu. Không cần phải tìm số mol Dạ oxy. Chỉ vì người ta đang hỏi kim loại thôi nhá. Nếu mà oxy thì bạn lấy 0,2 nhân 3. Nhưng mà đây người ta hỏi kim loại. Như vậy sau khi tìm được số mol của sắt rồi, em có tìm được khối lượng của sắt không? Dạ có. Khối lượng sắt tính như nào? Dạ khối lượng sắt thì sẽ bằng 0,4 nhân với M nhỏ thì bằng N nhân với gì? dạ em lớn nhân với lớn ạ. M lớn của sắt nếu không nhớ mở trang 42 sách giáo khoa ra nó bằng Nhân với 56. 56 ạ. Các bạn lấy 0,4 nhân 56 bằng bao nhiêu? 22,4 ạ. 22,4 ạ. 22,4 gram. Đấy. Bạn nào không hiểu thì hỏi ngay nhá. Như vậy chúng ta đã vừa tìm ra xong được cái khối lượng của sắt. Ở đây sang ý B. Ý B thì người ta lại cho cái số mol của PbO rồi. Kim loại ở đây là kim loại Pb, đúng không? Chì đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái số mol của PbO rồi. Ta có là 0,125 mol cái PbO này. Từ đây em sẽ suy ra được cái số mol của Pb tính như nào đây hả Phương Anh? Dạ, số mol của BB là bằng 0,125 nhân với 1 ạ.
Các bạn sẽ lấy số mol của hợp chất này, các bạn nhân với chỉ số. Chỉ số ở đây không biết, tức là không biết gì cả, tức là chúng ta ngầm hiểu chỉ số ở đây sẽ là bằng 1. Như vậy các bạn sẽ lấy 0,125 kem nhân với 1. 0,125 nhân với 1 thì bằng 0,125 mol. Đấy, đây, không biết gì, tức là nó là 1 đấy, cái này cũng là 1. Nhưng mà trong hóa thì cái phần chỉ số 1 thì người ta sẽ bỏ đi. Sau khi biết được số mol của PB rồi thì các bạn xem thử cái khối lượng của PB bằng bao nhiêu. Mở trang 42 sách giáo khoa xem thử là có cái khối lượng của PB không các bạn. Các bạn Có mở cô trang ạ, bằng 42 ra xem 200 thử thấy rồi không? ạ. Cả lớp mở trang 42 ra. Có cô Cô ạ, bằng hả? 207 cô. PB bằng mấy? 207 ạ. 207. Đây các bạn nhìn ra PB chính là lúc nãy cô bảo là chì đấy đúng không? Như vậy thì biết được cái số mol của PB rồi thì chúng ta sẽ suy ra được cái khối lượng của chì. Người ta chỉ hỏi khối lượng kim loại thôi nhá. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy N nhân với M lớn của chì này. Cái M lớn này chính trang 42 sách giáo khoa đấy, chính là khối lượng phân tử của nó đấy. Phân tử khối lượng nguyên tử hay còn gọi là nguyên tử khối. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy 0,125 nhân với bao nhiêu? 207. Kết quả bao nhiêu em? 25,875 ạ. 25,875. Kem soát lại đáp án nhé. Cô ở đây cô không bấm máy tính nhé, các bạn tự soát đáp án nhé. Nếu mà bạn nào phát hiện ra cái lỗi trong quá trình nhé thì báo luôn cô nhé. Chúng ta vừa tìm ra được cái khối lượng của chì này. Đây chúng ta có những cái này thì lát nữa chúng ta sẽ phải sử dụng đây này. Cái này chúng ta sẽ sử dụng này. Cái này chúng ta sẽ sử dụng cho câu B. Bởi vì câu B người ta hỏi các bạn ở đây là gì? Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố. Như vậy muốn biết khối lượng mỗi nguyên tố này này thì các bạn sẽ lấy khối lượng của nó này chia theo tổng khối lượng đúng không? Chia tổng khối lượng của cái hợp chất đấy đấy. Đấy. Thì lát nữa chúng ta phải dùng đến những cái con số này nên là các bạn chú ý lấy lại cho cô. Rồi sang ý tiếp theo là trong cái công thức CuO. CuO thì ở đây người ta lại cho khối lượng thì nó giống với trường hợp đầu tiên này này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tìm ra cho cô là cái số mol của CuO nào. Nào, sang ý thứ ba đấy, CuO thì chúng ta sẽ có số mol CuO tính như nào đây? Phương Anh nói tiếp đi em ơi. Dạ, muốn tính số mol của CuO thì mình sẽ lấy lấy 28 chia cho chia cho 64 cộng cộng với 16 ạ. Số mol CuO thì chúng ta sẽ lấy M nhỏ chia M lớn đúng không? M nhỏ ở đây là bằng 28 chia cho M lớn của CuO tức là 64 cộng 16 này. Tức là chia 80, 28 chia 80 bằng mấy? 0,35 mol ạ. Các bạn kiểm tra lại nhá. Xem nào. 28 chia chia 80 này. Ok, 0,35 mol. Rồi biết được số mol của CuO rồi thì cái số mol của Cu ở đây bằng bao nhiêu em? Dạ, số mol của Cu ở đây thì là bằng 0,35 không ạ. Đây này, biết được số mol của hợp chất rồi, muốn tìm số mol của các cái nguyên tố này, ở đây hệ số này là 1. Đấy, 1 hết. Như vậy các bạn sẽ lấy số mol hợp chất nhân cái phần hệ số này thì sẽ ra được số mol. Như vậy chúng ta sẽ có số mol của Cu bằng 0,35 nhân với 1. Hệ số như này tức là 1. Vậy bằng 0,35 mol. Sau khi biết được số mol rồi thì có tìm được cái khối lượng của Cu không? Có ạ. Bằng mấy? Dạ là bằng 0,35 nhân với mấy? 0,35 nhân với 64 ạ. Bằng bao nhiêu? 22,4. 22,4 gam. Như vậy ở đây có các cái số mà các bạn cần phải nhớ lưu ý để chúng ta sử dụng, chúng ta tính ở câu B. Các bạn chưa xong hết câu A này chưa? Rồi ạ. Còn bạn nào chưa xong câu A không? Không ạ. Sang câu B. Câu B là người ta hỏi ở đây là tìm thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên tố của trong hợp chất. Như vậy câu B. Bài 21.6 ý B.
Ý thứ nhất là chúng ta sẽ tìm cái phần sum của sắt. Ta có phần trăm khối lượng của sắt. Thì các em sẽ lấy khối lượng của sắt chia cho tổng khối lượng. Nhật nào, khối lượng của sắt ở câu A tính ra bằng bao nhiêu em? Cô là muốn tính khối lượng phần trăm của sắt thì ta sẽ lấy là phần trăm khối lượng của sắt thì ta sẽ lấy 56 nhân với cả 2. Không, em tìm ra khối lượng của sắt ở câu A bằng bao nhiêu? Đã, khối lượng của sắt của câu A đấy à? Ừ. Thì sẽ là 22,4 gam ạ. 22,4 em, đấy là khối lượng của sắt, thì em lấy khối lượng của sắt chia cho tổng khối lượng. Tức là lấy 22,4 em chia cho tổng khối lượng của cái hợp chất, người ta cho bao nhiêu đấy? Ta cho là 160 ạ. Đâu? Khối lượng của hợp chất mà, có phải phân tử khối đâu em. À, khối lượng 32 của hợp chất ạ. Chia cho 32. Đây là tính nha, cái này nha. Người ta bảo trong cái hợp chất, trong cái lượng chất đã cho, trong lượng chất đã cho chứ không phải là trong cái công thức là Fe2O3 đâu. Nếu như mà trong, cô bảo nếu như trong công thức này này, nếu tính phần trăm của sắt trong công thức này thì các bạn sẽ lấy là 56 nhân 2 chia cho phân tử khối của cái này. Tuy nhiên ở đây người ta lại hỏi là tính phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố có trong hợp chất trên. Như vậy là các bạn phải lấy là cái khối lượng của sắt bằng bao nhiêu? Các em lấy khối lượng của sắt, các em chia cho tổng khối lượng của cái Fe2O3 mà đề bài người ta cho ấy, đúng không? Như vậy khối lượng của sắt ở đây chúng ta tính ra bằng 22,4. Thì các bạn lấy 22,4 chia cho tổng khối lượng của cái hợp chất là 32 rồi các bạn nhân 100%. Như vậy tính ra bằng bao nhiêu đây? 70% ạ. 70 à? 70 ạ. Biết được phần trăm của sắt rồi thì em sẽ suy ra phần trăm của oxy nào. Phần trăm khối lượng của oxy bằng bao nhiêu đây hả Nhật? Tính luôn em ơi. Ta sẽ lấy 100% trừ đi 70. Trừ đi 70% thì sẽ ra được phần trăm của O ở đây là bằng 30%. Tương tự, cái ý thứ hai này này, trong cái ý thứ hai người ta cho 0,125 mol PbO. Như vậy chúng ta chưa tìm được, chúng ta chưa biết khối lượng của hợp chất bằng bao nhiêu. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm khối lượng của PbO trước. Biết được số mol rồi thì các bạn lấy số mol, các bạn nhân khối lượng mol của cái này để ra được cái khối lượng của PbO bằng bao nhiêu. Hiểu nào? Hiểu đâu rồi? Em tìm khối lượng của PbO nào, khối lượng của cả hợp chất này là bao nhiêu? Lấy số mol nhân khối lượng mol đi em. Cô là lấy 0,125 nhân với cả 200. Mở ngoặc đi, mở ngoặc ghi công thức tính đã. Pb bằng mấy? Pb bằng 207 ạ. Cộng với O. Cộng 16 ạ. Các bạn tính ra, bấm hộ bạn Hiếu xem thử là cái khối lượng của PbO này bằng bao nhiêu cả lớp ơi. Đâu rồi, các bạn tính hộ đi, bằng bao nhiêu đây? 27,875 ạ. 27,875 ạ. 27,875 gam. Như vậy chúng ta đã biết được khối lượng PbO. Thế ở cái câu A ấy, khối lượng của Pb em tính bằng bao nhiêu? Bằng 25,875 ạ. 25,875. Như vậy em có tìm được cái phần trăm, cái khối lượng của Pb nào? Còn được cô, phần trăm khối lượng của Pb là 25,875 trên 27,875 nhân 100%. Bằng bao nhiêu đây? Nào các bạn bấm hộ bạn Hiếu đi nào, xem thử kết quả của bao nhiêu đây. 92,825%. Bao nhiêu em? 92,825%. Vẫn còn nhiều số đằng sau. 92,825 đúng chưa? Các bạn soát lại hộ cô cái. Nào các bạn có máy tính bấm hộ cô xem thử cái kết quả này có đúng bằng 92,825 không?
Sau khi tìm được phần trăm khối lượng của PB rồi thì em sẽ suy ra luôn được cái phần trăm cái khối lượng O đi em ơi. Con thưa cô là lấy 100% trừ 92,825. Tính như này cho nhanh. Như vậy chúng ta được bao nhiêu đây? Các bạn lấy 100 trừ đi 92,825 bằng mấy? 7,175. Như vậy chúng ta được 7,175%. Các bạn chữa này đi, chúng ta còn một ý cuối nữa của cái tính của cái COO, tính phần trăm của CU và phần trăm của O trong cái hợp chất COO. Xong chưa? Cô sang ý tiếp theo nhá. Còn ai chưa xong phần này không? Không Không ạ. ạ. Cô chuyển sang ý tiếp theo đây là cái người ta đã cho cái khối lượng của COO rồi. Thế ở câu A chúng ta đã tìm ra được cái khối lượng của CU chưa? Như vậy Hải Yến làm xem nào. Chúng ta có phần trăm khối lượng của CU nào. Cái này thì không cần phải tính của C khối lượng COO nữa để bài cho rồi. Em về lấy khối lượng của CU chia khối lượng COO. Khối lượng CU tính cầu A bằng mấy hả Yến nào? Em đưa cô là em sẽ lấy 28. Khối lượng CU tính ở cầu A bằng mấy? Làm gì có 28 đâu. Khối lượng CO. Sẽ lấy khối lượng của CU chia cho khối lượng của CUO. Thế CU tính cầu A bằng mấy rồi em? 28 à? Đâu, không phải. 22,4 ạ. 22,4. Chia cho tổng khối lượng CUO là mấy đấy? Hai mấy đấy hiểu? Lần lượt. Dạ, Chia cho em mấy đây em ơi? chưa cho 28 ạ. Em đã nhìn thấy con 22,4 ở câu A chưa hả Yến? Rồi ạ, em rất quan. Tính ra bằng bao nhiêu phần trăm đây các bạn ơi? Lấy 22,4 chia cho 28 nào. 80% ạ. Như vậy CU nó sẽ chiếm 80%. Tiếp theo biết được cái phần trăm khối lượng của CU rồi, các bạn sẽ suy ra được cái phần trăm khối lượng của O. Thì lấy 100%, các bạn trừ đi phần trăm khối lượng của CU, tức là trừ đi 80%. Như vậy phần trăm khối lượng của O ở đây bằng mấy đây hả Yến? 20% ạ. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài 21.6. Bạn nào cần thì ghi chép đầy đủ vào đi nhá. Bài 21.7. Hôm trước chúng ta có ở trong phần sách giáo khoa à đâu, phần phía trên ạ. Có bài nào đấy nó gần giống với bài 21.7, hình như là bài 21.3 thì Sách phải. giáo khoa Thì bài 21.3 của ạ. 21.3. Các em sẽ xem như là chúng ta nếu mà chúng ta có 3 gam magie thì nó sẽ tác dụng với 4 gam lưu huỳnh. Và trong cái công thức là gì? Chúng ta hôm trước cô nói là trong cái công thức là AXBI này. Đấy. Cái tỷ lệ từ cái công thức này các em sẽ có là ta có tỷ lệ X trên Y thì chính bằng số mol của A chia cho số mol của B. Có phải không? Hôm trước nói này chưa? Nói rồi đúng không? Như vậy bây giờ các bạn muốn tìm được cái công thức đơn giản thì các bạn phải tìm cái số mol của cái nguyên tố thứ nhất này, tìm số mol nguyên tố thứ hai này. Các bạn lấy nguyên tố số mol nguyên tố nhất chia số mol nguyên tố thứ hai thì chúng ta sẽ được tỷ lệ x chia y, và cái tỷ lệ đấy chính là công thức đơn giản nhất đấy, thay vào lắp vào chúng ta được công thức đơn giản nhất. Như vậy ai làm được câu này rồi giơ tay xem nào. Cô hướng dẫn qua đấy, Hiếu làm nào, hai bạn đây cô xem nào, Hiếu làm xem nào. Con đưa cô là đầu tiên đi tìm mon số mon của ba dê ạ. Số mol magie bằng gì?
bằng m của m, m nhỏ của mg trên m lớn. Như vậy ở đây bằng bao Ba nhiêu? 3 chia cho 24 ạ. Bằng mấy? 3 chia 24 bằng bao nhiêu? Bấm 1 máy đi phần em ơi. 8. Hả? 1 phần 8. Không phải mấy? 1 phần 8 0,425. bằng 0,125 ạ. 0,425, 1 phần 8 ạ. Rồi chúng ta sẽ có là số mol của lưu huỳnh. Số mol của lưu huỳnh sẽ bằng 4 chia cho với cả 32 ạ. 4 chia 32 bằng 0,125. 0,125 chưa ạ? Như vậy khi mà chúng ta cái công thức của chúng ta ấy, thì chúng ta viết luôn biết là kim loại viết trước và phi kim viết sau đúng không? Vậy gọi công thức cần tìm là gì? Gọi công thức cần tìm là ma MGX SI sao? MGXS gì? SI ạ. SI thì ta có như nào? Ta có x chia y thì bằng cái gì nào? X trên Y bằng N của MG trên Bằng NS. chính bằng số mol của MG chia cho số mol của gì? Của S. Ui ạ. Chính bằng số mol. Đấy, cái tỷ lệ này. Ta có tỷ lệ số nguyên tử này. Đấy, thì nó sẽ bằng tỷ lệ mol của các nguyên tố. Như vậy đây bằng 0,125 chia cho 0,125 0 chia phẩy. 1 Như vậy bằng mấy 125 chia ạ. mấy? 1 chia 1 ạ. 1 chia 1. Đúng không? Thế thì bằng 1 như chia 1 như thế này thì chúng ta sẽ suy ra đây là cái công thức đơn giản nhất của nó là gì? MGS ạ. Đấy, công thức đơn giản nhất này thì chúng ta sẽ các em sẽ thay x này, x chính là cái tử này này. Và y chính là cái mẫu này này, đúng không? Như vậy công thức đơn giản chính là x là thay này, x đây này thay bằng cái tử này, y thay bằng mẫu này. Như vậy MG1S1. Tuy nhiên thì cái số 1 thì em không cần phải ghi. Như vậy công thức của ta ở đây chính là MGS. Các bạn chữa đi, dành thời gian ra chữa ghi bài một chút đi. Chắc là phải hỗ trợ các bạn một chút đúng không? Không là các bạn làm. Chúng ta sẽ sang ý cái ý B này. Cái B này nó hơi hơi lạ một chút. Úi rồi. Theo câu A nhá. Như vậy là chúng ta biết là chúng ta đốt nóng magie với lưu huỳnh thì nó sẽ sinh ra đó là hợp chất magie sulfur. Như vậy cô sẽ biết là cái dạng phương trình tóm tắt một chút như sau. Chúng ta có magie này cộng với S này để nó tạo thành magie MgO. Đấy. Vậy thì trong sản phẩm của chúng ta chắc chắn phải có cái này rồi này. Khi các em đọc đề các em phải chú ý cho cô, trong sản phẩm thì nó luôn có cái này rồi. Và chúng ta phải xem thử là trong sản phẩm một trong hai chất này có chất nào bị dư hay không. Dư tức là nó phản ứng không hết đấy các bạn tưởng tượng là chúng ta khi mà chúng ta nhiều khi mà các bạn pha nước đường ấy, pha nước đường thì khi mà chúng ta cho nước vào trong cho đường vào trong nước rồi ta khuấy lên thì chúng ta dùng được cái dung dịch nước đường có phải không nào. Thế có một số các cái trường hợp mà chúng ta bỏ nhiều đường quá ấy, thì kem quấy mãi thì đường nó không tan hết. Như vậy trong cái dung dịch mà nước đường ta thu được ấy thì chúng ta lại thấy nó vẫn còn đường ở đấy. Thì có phải là nếu như mà trong phản ứng cũng vậy, trong cái phương trình phản ứng, nếu như mà một trong hai chất này này nó quá nhiều thì ngoài cái sản phẩm mà chúng ta thu được này các em này thì các em sẽ thu được cái chất nó còn dư, tức là cái chất mà nó không phản ứng hết. Đấy, bình thường nó phản ứng hết thì thôi, bình thường cả hai cái này này nó phản ứng hết tức là nó chỉ sinh ra cái sản phẩm này thôi. Nhưng mà vì một lý do nào đấy người ta cho thừa một trong hai chất, cho dư một trong hai chất thì cái chất mà còn dư ấy sau cái phản ứng nó vẫn còn một phần cái khối lượng của chất dư thì em phải tính được.
Như vậy ở đây chúng ta mới đọc lại cái đề bài. Người ta cho 3 phần magie nhá. Theo đề chúng ta phân tích này. Có này. Chúng ta có cứ 3 gam magie này thì nó sẽ phản ứng với 4 gam ép. Có phải không? Như vậy là cái số gam của magie này, cái số gam của magie nó phải nhỏ hơn số gam của gì đây em? Có phải là số gam của magie nhỏ hơn số gam của ép không? Nhìn này, có đúng không? Có đúng là số gam của magie nhỏ hơn số gam ép không? Có. À, bây giờ Phạm Hà nhá, Phạm Hà trả lời cho cô. Thế bây giờ trong cái đề này người ta lại cho là cho 8 gam magie với 8 gam lưu huỳnh. Thế bây giờ người ta lại cho là 8 gam Mg với lại 8 gam ép. Bình thường đấy, người ta chỉ cần cái lượng magie này này. Cái lượng magie này nó nhỏ hơn so với lượng ép, nhưng mà trong đề bài người ta lại cho magie bằng ép. Như vậy Phạm Hà, Phương Anh trả lời cho cô, theo em cái nào nó sẽ bị dư ở đây? Cô là magie. Magie nó sẽ bị dư vì chúng ta cần một cái lượng nó sẽ nhỏ hơn này. Cái lượng nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy tỷ lệ nhá, 3:4 đúng không? 3:4 đúng không ạ? Cái lượng magie nó chỉ bằng có 3/4 của lượng ép thôi, tức là nó phải bằng 0,75 của ép thôi. Nhưng mà đây là có 8 gam. Vậy bây giờ có 8 gam ép thì chúng ta phải tìm nhân từ cái lượng magie nó đã phản ứng ở đây là bao nhiêu. Đấy, chúng ta phải tìm được cái lượng đã phản ứng bao nhiêu. Vậy sau khi mà tìm được cái lượng đã phản ứng này này thì chúng ta sẽ suy ra được cái thằng magie nó dư bao nhiêu. Nó dư bao nhiêu thì nó sẽ còn thừa ra ở phía sau này. Có hiểu ý cô không? Cả lớp có hiểu ý này không? Vì sao chúng ta biết được cái chất nào nó dư? Bởi vì kem nhìn vào ban đầu này chúng ta có magie bằng 3, lưu huỳnh bằng 4. Như vậy khối lượng của magie luôn phải nhỏ hơn khối lượng lưu huỳnh. Trong khi đó người ta lại cho là magie với lưu huỳnh bằng nhau, đều là 8 gam. Như vậy thì theo đề bài chúng ta biết là magie nhỏ hơn ép, mà ở đây lại là magie lại bằng ép. Như vậy chúng ta sẽ suy ra là người ta đã cho cái magie này nó bị dư rồi. Có phải không nào? Như vậy từ đây em sẽ suy ra cho cô là cái khối lượng magie đã phản ứng nào. Khối lượng magie đã phản ứng thì em sẽ áp dụng cái quy tắc chéo để em tính ra. Lấy tích chéo nhân chia để chúng ta sẽ ra khối lượng magie ở đây bằng bao nhiêu đây hả Phạm Hà, Phương Anh? Còn lấy 8 nhân mấy? Bằng 8 nhân 3 chia 4 á. 8, 3, 2, 4 chia 4 bằng bao nhiêu? Bằng 6 gam. Như vậy là magie nó đã phản ứng là bằng 6 gam. Và chúng ta có là 6 gam này này phản ứng với 8 gam này thì nó mới ra này. Trong cái định luật bảo toàn khối lượng nhá, trong cái định luật bảo toàn khối lượng các bạn chú ý này, tổng khối lượng của các chất tham gia ở đây là chúng ta nói là cái phần nó tham gia thôi. Đấy, cái sản phẩm này này, cái sản phẩm này thì nó sẽ bằng khối lượng của các chất nó tham gia vào quá trình phản ứng. Còn cái chất nào mà dư, cái phần dư thì nó không được cộng để nó vào cái phương trình cái định luật bảo toàn đâu. Dư thì nó lại đẩy ra phía sau. Như vậy khối lượng của MgS này này thì nó sẽ bằng khối lượng của Mg tham gia phản ứng cộng với khối lượng của thằng S tham gia phản ứng. Hai cái thằng này đã phản ứng với nhau, chỉ là tính theo cái phần phản ứng thôi chứ không tính theo phần dư. Nó ra khối lượng bằng bao nhiêu thì chính là khối lượng của thằng này. Còn cái phần dư bao nhiêu thì sau phản ứng nó còn lại cái phần dư đấy bấy nhiêu. Như vậy ở đây chúng ta có là cái khối lượng của MgO à MgS thì nó sẽ bằng khối lượng của Mg. Cái này phản ứng nhá, chúng ta sẽ tính theo khối lượng phản ứng thôi, chứ không phải là đề cho bao nhiêu chúng ta lấy bấy nhiêu đâu, vì nó có thể dư mà, cộng với khối lượng của S nó phản ứng. Như vậy khối lượng Mg và khối lượng S phản ứng ở đây là mấy cộng với mấy đây hả Phạm Hà nào? Cô là bằng 6 cộng 8 bằng 14 ạ. Bằng 14 gam. Như vậy khối lượng của cái MgS nó sinh ra sẽ bằng 14 gam. Đây là sau phản ứng chúng ta sẽ thu được cái 14 gam này này. Và chúng ta sẽ có cái khối lượng của Mg dư, nó không phản ứng hết. Đề bài người cha ta cho là bằng 8 gam nhưng mà nó chỉ phản ứng 6 gam thôi. Như vậy cái lượng dư nó bằng bao nhiêu em? Bằng 8 trừ 2 là 8 trừ 2 à, 8 6 là 2 gam. 8 trừ 6 bằng 2 gam. Như vậy nó sẽ dư 2 gam. Và 2 gam này nó chưa, nó không phản ứng hết thì sau phản ứng nó vẫn còn ở phía sau. Như vậy thì sau phản ứng chúng ta sẽ thu được 14 gam MgO và 2 gam Mg dư. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án nào ở đây? Đáp án D ạ. Các bạn có biết vì sao chọn đáp án D không? Cô vừa phân tích xong các bạn có hiểu không? Các bạn bật mic lên, tất cả bạn bật mic lên xem thử có hiểu phần này chưa? Dạ rồi.
Chú ý này, khi các em đọc bài mà các em đọc mà các em nhìn thấy cái tỷ lệ của nó này, trong đề bài người ta bảo là tỷ lệ của hai cái nguyên tố này là chừng này và chừng này. Nhưng mà một ý nào đấy người ta lại cho một cái tỷ lệ mà nó khác với tỷ lệ này, tức là tỷ lệ này các bạn thấy là tỷ lệ 3 chia 4. Trong đó sau ở ý khác thì người ta lại thấy tỷ lệ 1:1. Như vậy thì các em sẽ nhìn theo cái tỷ lệ của đầu bài, cái tỷ lệ đầu tiên ấy. Thì chúng ta sẽ có một cái chất nó sẽ có nhỏ hơn này, khối lượng nhỏ hơn đây, ví dụ khối lượng nhỏ hơn này. Như vậy thì chứng tỏ cái lượng chất ở bên này người ta cho bằng. Bằng thì cái lượng chất này nó bị dư. Như vậy chúng ta phải tìm xem thử là nó đã phản ứng bao nhiêu. Phản ứng bao nhiêu thì các bạn sẽ áp dụng cái quy tắc đường chéo. Đây, lấy cái này nhân này. Rồi các bạn chia cho cái này thì chúng ta sẽ ra được cái lượng đã phản ứng. Như vậy chúng ta suy ra được magie đã phản ứng ở đây là 6. Để tìm cái khối lượng của sản phẩm. Để tìm khối lượng sản phẩm thì sao? Để tìm khối lượng của cái sản phẩm này này thì các em sẽ lấy khối lượng của các chất tham gia. Như vậy các em phải xem thử Mg nó đã tham gia bao nhiêu, S này đã tham gia bao nhiêu, tổng khối lượng của các cái chất này nó đã tham gia thì nó mới sinh ra cái sản phẩm này. Sau khi sinh ra sản phẩm này rồi, chúng ta xem thử sau phản ứng nó còn chất gì dư thì nó sẽ nằm ở phía sau. Trong phương trình thì nó không thể hiện, nhưng mà cái chất dư thì nó sẽ được đẩy ra phía sau này. Như vậy ở đây ngoài cái sản phẩm là MgS ra, chúng ta còn dư là 2 gam Mg. Như vậy đáp án ở đây là đáp án D. Bạn nào cần thì chữa vào nhé. Như vậy là chúng ta chữa hết được tất cả các bài của bài 21 ở trong quyển vừa bài tập hóa học lớp 8 đúng không? Đó là bài tính theo công thức hóa học. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây các bạn nhé. Con chào cô. Các bạn về thì có thời gian này thì xem cái bài 22 đọc trước này. Nhưng mà môn hóa thì chúng ta chỉ còn mỗi cái bài 22 thôi. Nhưng mà cái bài đấy có nhiều rất nhiều vấn đề ở bài 22 đấy. Cô nói rất nhiều vấn đề nhá. Cái bài 21 chỉ là cái nền để cho các em, là cái bàn đạp để các em đạp sang cái bài 22 thôi. Đấy, còn cái bài 22 là bài quan trọng và các bạn thi là thi nhiều. Chủ yếu cái bài nhiều điểm nó nằm ở bài 22. Còn môn vật lý chúng ta còn 3 bài và 3 bài đấy học rất là vất vả. Tốt nhất là về đọc trước đi. Từ cái phần lực đẩy Archimedes, phần sự nổi và phần công cơ học. Trong đó có cái bài công cơ học thì khá đơn giản, nó đơn giản hơn so với hai bài giữa. Đấy. Cái bài công cơ học thì nó các em học nó đỡ vất hơn so với bài lực đẩy Archimedes và cái phần sự nổi. Nên là tuần tới đây, cuối tuần này thì cô sẽ đi sâu với phần lực đẩy Archimedes. Có thời gian thì chữa bài tập. Sang tuần thì chắc chắn sẽ có cái phần chữa bài tập của lực đẩy Archimedes cho các em nắm bài kỹ. Và chúng ta trong tuần tới chúng ta cố gắng chúng ta đẩy cho nó ổn ổn môn lý để chúng ta chuẩn bị ôn tập. Hết tuần tới là chúng ta đã hết cái tháng 11 rồi, chuẩn bị ôn tập để các bạn thi tháng 12 đấy. Nhanh lắm. Thôi các bạn nghỉ nhá. Hello, cô ạ. Rồi các bạn thoát ra đi. Nhật học xong rồi em nhé, hôm nay cũng nghỉ Nhật nhá. Nhật đang ghi ở hay như nào đấy?